bạn đã trở lại với kênh Sông Núi Miền Tây. Hôm nay mình đang có mặt tại dòng sông Hắc Tân Rô, nơi diễn ra trận thi đấu lễ bóng 2023 như thế nào. Thì mời quý vị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, có nhiều sức khỏe và đồng hành cùng mình tham quan lễ hội đồng bào Khmer 2023 tại Sóc Trăng. Ngày đầu tiên diễn ra thi đấu của lễ bóng 2023 như thế nào tại thành phố Sóc Trăng. Thì đây là cái ngày lễ hội lớn của đồng bào Khmer tại thành phố ngày hôm nay. Thì các đội ghe đang vào thi đấu. Thì bây giờ mình đã ghi lại những cái hình ảnh bên trên dòng sông của cô cho cô chú quý vị xem ha. Đây là hình ảnh đường Nguyễn Thường Kiệt của chú anh chị bên khán đài B nha. Còn ở đây là từ đầu người để đi đến xem cổ động các đội trang nha. Đây giờ mình cũng từ từ đi tiến vào cái khu vực để mình xem lễ hội như thế nào, để cho công chúng quý chị thấy về cái lễ hội của đồng bào Khmer tại Sóc Trăng diễn ra và rất nhộn nhịp ha, trong những cái mùa lễ hội ốc bóc ha. Đây là cái khu khán đài này, công chúng quý chị thì thấy là rất là đông nha. Giờ mình sẽ không có vào bên này được, quá cứng rồi, mình sẽ đi dọc dài xuống dưới cho công chúng quý chị xem. Đây là hình ảnh bà con mình đang đi dự lễ hội của đồng bào Khmer tại Sóc Trăng. Hiện giờ là đúng là khoảng từ giờ ngoài chú chị thì đang đông nghẹt bà con mình để theo dõi các đội ghe đang thi đấu nè. Đây thì bây giờ mình từ từ mình tiến vào cái khu vực để cho cô chú anh chị xem ha. Thì ở đây thì rất là đông cô chú anh chị ơi. Con mình phải chen ghế lên để mà đứng mới thấy nha. Còn đứng ở phía dưới không thấy được nha. Khu vực này có tìm một cái chỗ để mình xem cô chú anh chị. Thì thấy là nó dày đặc hết trơn rồi nè. Rất là đông của chú chị. Bây giờ mình muốn tìm cái chỗ để vào quay cho chú chị cũng khó vô á. Đã đi rất là lâu rồi nha. Mặc dù là tiết hôm nay là mát mát mẻ của quý vị, rất dễ đi ra ngoài khu vực này xem đua ghe ha. Do cái trận những trận đấu này rất kịch liệt cho nên bà con mình đổ về dọc sông Hắc Tân Rô rất là đông luôn. Chỗ để vào cho cô chú chị xem chưa thấy được cái này. Giờ này mình chỉ có nghe ồ ào ào thôi, chưa thấy được nha. Thank you.
Dù da chiếc xe này cũng có tương lai dữ lắm đó. Bánh xe xe bồn xe xe bồn truyền cộng nổi đâu ra vậy?
còn là mấy đội nữa chú, còn mấy đội với lại bố, còn mấy đội nữa, đội mua đi, mấy đội còn sắp sắp nữa, còn sắp nữa là hết rồi phải không? Sắp cuối cùng. Oh,
xe nhìn thấy con chiếc bỏ à. Bỏ quá thì xa. Yeah.
Hết bản không chú? Hết bản đấy là hai bạn ấy còn bản đó mà. Nữ mua mấy cái bạn nữ cho nữ vô vô à.
chúng ta tới đâu vậy mà không nghe vậy nè. Bài lễ đây là chủ năm ta có nào đây lễ tập bài ba nè. Thì cái gì rồi kệ. Hay cái quỷ cao cầm hết á. Nói nữa gì. Hay tâm sĩ cả, tà tâm sĩ đó vậy. Xin lễ à, cô bên. Cô hãy ngài. Hãy ta biểu xin sai chụp tiền lắm. Hãy tên hãy à mười nha ở à mười trăm tuổi đó à lộc đất mất trăm tuổi đó hả em thật đấy không đi thôi ơi về là mấy thằng đá còn vô quá không mấy thằng đi luôn là mấy thằng về luôn tới nữa phải không người ta suốt hả Mỹ Tú hả tới nào vậy đây nè đây là khán giả hai bên bờ sông nha rất là đông luôn đây hết dòng lội rồi bây giờ bà con mình tan bớt rồi.
sông núi miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý vị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video tiếp theo của sông núi miền Tây. Xin chào.